2 ngày 1 đêm đi Nam Cát Tiên mà chỉ gần 600k cho một người, 2 cho một người lại là mình đoàn đây. Tụi mình xuất phát từ Sài Gòn, khoảng 4 tiếng là tới Nam Cát Tiên. Tụi mình chọn ở Cát Tiên Backpack Hostel, cách vườn quốc gia Nam Cát Tiên chỉ 100m đi bộ. 2 người một phòng 300k, tính ra mỗi người thì khoảng là 150k. Ăn uống tại đây thôi, tụi mình đi vào thứ bảy chủ nhật nhưng giá rất là hợp lý luôn. Vé vào cổng thì là 60k, sinh viên thì 20k bao gồm cả đi lẫn về. Thuê xe đạp thì có bảng giá niêm yết sẵn, 100k cho 4 tiếng, 150k cho 8 tiếng. Nếu mọi người có thời gian thì mình khuyến khích mọi người thuê 8 tiếng nha. Vườn quốc gia cực kỳ rộng, nếu muốn khám phá hết thì cần rất nhiều thời gian. Tụi mình chỉ thuê 4 tiếng vì còn về Sài Gòn trong ngày nữa. Đây có gọi là tình yêu vượt núi vượt sông nhưng mà vẫn bị cấm cản không nhỉ? Mặc dù rất yêu thiên nhiên, yêu động vật hoang dã nhưng mà không được phép cho vào. Đang bị bế trở lại đây này. Mọi người nếu có đi vào dịp cuối tuần thì sáng nên đi sớm một xíu nhá, vì cuối tuần khá là đông. Nên việc lựa chọn xe đạp khá là quan trọng đối với trải nghiệm chuyến đi của mọi người. Mình chọn xe leo núi có líp, đạp cho nó nhàn. Đi muộn một xíu là hết xe ngon đấy nha, vì đông lắm. Lúc mình về trả xe, nhiều bạn tới sau phải lựa những con xe nhìn rõ là chán đời. Đi vườn quốc gia khám phá là chính, nhưng nếu có một nhóm bạn đi cùng thì trải nghiệm của mọi người sẽ trở nên tuyệt vời hơn á. Và đây là nhóm của mình, có những người bạn, có những anh chị mới gặp lần đầu nhưng cực kỳ vui vẻ, dễ thương và hòa đồng. Tới đây mọi người được hít thở bầu không khí trong lành, hệ sinh thái thực vật cực kỳ đa dạng, hòa mình vào thiên nhiên. Với cung đường hai bên cây cối chill cực kỳ luôn, một không gian khó có thể kiếm được. Đây là cây tung cổ thụ với tuổi đời hơn 400 năm, một địa điểm tham quan mà mọi người không thể bỏ qua khi tới đây. Ngoài ra ở đây còn rất nhiều cây cổ thụ với hình thù độc đáo khác. Sau đó là gành bến cự, ở đây có những gốc cây hình thù khá là lạ, địa điểm chắc chắn mọi người đi qua và giống như đây là một cái signature của Nam Cát Tiên vậy, chính là con suối này. Tụi mình đi vào đầu tháng 8, mùa mưa nhưng được cái là nước không quá lớn, cũng không quá khô, vui phết. Nhóm mình đạp qua đạp lại để quay video cũng phải mất nửa tiếng với con suối này thì mới đi tiếp được. Mọi người nếu ai không muốn đạp xe thì có thể thuê xe ngồi lên và trải nghiệm như thế này nhá. Đây có gọi là cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại say không nhở. Đi săn bướm thì không được, rồi bướm tự tới mà bu luôn. Vì thời gian hơi hạn chế nên mình đi được hơi ít, trải nghiệm vẫn chưa đã lắm. Nếu mà có cơ hội, mình vẫn muốn quay trở lại đây và trải nghiệm nhiều hơn. Trước khi đi thì sợ vắt lắm. Chắc là cũng do mình di chuyển nhiều và di chuyển liên tục nên mọi người không ai bị con vắt nào cắn cả. Lúc đi còn ít ít. Đây là cảnh tượng lúc về, ui, cái phà chật kín luôn. Tổng thiệt hại, ăn uống, linh tinh và các chi phí phát sinh, chuyến đi của mình loanh quanh hết khoảng 600k cho một người. Chi phí khá là ok cho một chuyến đi. Cảm ơn những người bạn dễ thương đã mang tới một trải nghiệm thú vị cho mình. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn xem video của mình giữa hàng vạn video ngoài kia. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. I'm telling you all.